Mọi người cứ bảo là cái con giòn là nó giống con nhím mà lông nó cứng, nó cắm vào người. Đây, giòn lông ở đây nó không hề cứng nhé. Đây mọi người nhé. Lông nó mềm nhá. Đây. Lông nó không hề cứng đâu. Đấy. Không hề cứng đâu nhé mọi người. Có mỗi mấy cái lông ở đuôi này nó nhọn này, chúng ta bắt rồi tránh cái lông đuôi này ra. Đấy, đây nó cắm vào cái tay của chúng ta trong quá trình chúng ta đang cầm này. Còn ở đây thì nó rất là mềm, nên mọi người đừng nghĩ là cái này con giòn con nhím nó cứ giống nhau đâu. Nhiều người cứ đến nhìn thấy con giòn là tôi xong rồi bảo: "Ui, con nhím à? Con này có giống con nhím không?" Không. Đúng là cùng họ. Nhưng mà nó cái chi của nó khác rồi. Và cái thịt của nó ấy là nó đã khác nhau hoàn toàn rồi. Mùi vị cái thịt này nó ngon, nó thơm hơn cái loại nhím rất là nhiều. Nó đắt gấp 4 lần con nhím, mọi người nên nhớ như thế. Nào, vào. Rất nhiều bạn hỏi là một ngày làm việc với giám đốc của một công ty nông nghiệp thì như thế nào nhá. Thì hôm nay sẽ cùng mình vào trong cái chuồng giòn để xem là hôm nay chúng mình sẽ làm cái gì ở trong đấy. Mời mọi người. Đây là cái chuồng mình nuôi tập trung này mọi người này. Cái chuồng này thật ra để phân biệt được cái chuồng này rất là khó. Tại mình nhốt rất là nhiều. Ui, con mẹ này to thế, con này phải 6 cân này. Đấy, bắt luôn. Khủng khiếp chưa? Mọi người khủng khiếp không? Đấy. Con này con cái này. Con này con mẹ. Này. Những con như thế này này, mọi người thấy to chưa? Đấy. Khủng khiếp. Đây là con giòn giống nhà mình đấy. Nhiều khi là mọi người phải cẩn thận nhé, nó ra nó cắn đấy. Mình còn được mọi người. Ui, to quá. Bọn này nhìn khủng bố quá. Bọn này rất là khủng bố luôn. Cứ lù 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 ra như cái tàu xe điện này. Ây da. Con này to thế. Đấy con này. Cái đấy. Là cái mọi người ạ. Cái dàn bố mẹ nhà mình ấy nhìn khủng khiếp chưa. Đây cái rau muống này là cứ bỏ đây nó ăn thường ngày thôi. Còn cơm á. Đây mọi người thấy nó nhặt cơm ăn không? Đây này. Đấy cứ nhặt nó ăn thế này thôi. Cho ăn thì... Nhưng mà cái chỗ... Cái viên gạch cho ăn này nó phải sạch sẽ nhá. Thì mới đổ xuống được. Nếu mà cứ để cái kiểu nó không sạch sẽ nhá. Mà để cái này là không để được đâu nhá. Nó nhiễm bệnh chết đấy. Nhiễm bệnh tiêu chảy đấy. Còn chuồng này mai mình sẽ xử lý sau. Vì là... Chuồng này chỉ có 2 người làm các bạn ạ. Xong rồi thì mới phân biệt được cái mình quá nhiều luôn. Làm ăn phải đàng hoàng. Cái là cái, được là được. Nha, tôi nói các ông thế. Đừng có vì lợi nhuận ấy mà biến được một cái. Biến những người nông dân họ mua về lại không đĩa được. Bây giờ ví dụ như ông bán cho họ một đôi, một đực một cái chẳng hạn, không may nuôi không đĩa thì làm sao. Nhưng mà bán cho họ 2 con đực, cứ dồn mãi mới được một tí tiền mua một đôi giòn về nuôi. Hóa ra đến lúc nuôi lớn nuôi mãi 2 con đực. Thế thôi, hóa ra họ nuôi không công mà ấm ức không thể nói được. Đến lúc đi đổi các bạn thì bảo: "Ôi dồi ôi, nuôi cả năm rồi biết đâu mà đổi nữa." Đấy, người dân họ cực kỳ ấm ức đấy, đừng đùa đâu. Mười mấy 20 triệu một đôi giống. Xong rồi chúng ta biến tấu nó thành những cái sản phẩm gọi là không chất lượng. Thì nó là con vật thì chúng ta không thể là bảo đảm được chính xác 100%. Nhưng mà riêng cái vấn đề được cái là các ông phải rõ ràng cho tôi, bán loại nào là phải bán loại đấy, đừng có đem đực ra bán cái. Tôi biết rất nhiều cái trang trại hiện nay đang bán đực thành cái đấy. Nên là các ông làm ăn có tâm một tí, các bạn mà không trực tiếp lấy tay nặn vào mà không kinh nghiệm sẽ mua về một đống, gọi là đống nợ đấy. Tại sao lại mua về một đống nợ? Tại vì đấy toàn đực không đấy nhá. Đấy là cái cảnh báo đấy. Tại sao mọi người lại biết nó là con đực đây? Đụng vào chim nó xong bóp. Đấy. Ây da, rất là khỏe luôn. Đau thật. Đây. Phải ấn vào cái chim nó này. Xong ấn ngược lên nó sẽ loài ra một cục chim đấy. Thấy chưa?
Đây chính là con đực này. Còn nếu bình thường chúng ta để thế này chúng ta không biết được. Con cái khi mà chúng ta ấn vào cái háng này nó sẽ không có cái gì hết. Đây nó nhặn thín này. Có ấn thì kiểu nào nó cũng không lên được cái chim đấy. Thì nó là con cái. Thì trong quá trình nếu mà mọi người đi chọn giống ở bất cứ một cái trang trại nào hoặc nuôi như thế nào thì mọi người cũng phải thật tỉnh táo. Giá trị thực con giòn này nhá, là theo thị trường bây giờ ấy, là mình đang bán với giá là 1.500.000 đến 1.600.000 đồng trên một cân trong thời điểm này. Đấy là bán thịt nhá. Còn bán giống thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Chứ mọi người đừng có ác cảm là nó là con giòn này nó giống con nhím. Con nhím giá nó có 300.000 một cân thôi, còn con giòn này nó phải 1.500.000 một cân rồi. Đây chính là cái khu mà mình nuôi rúi này cùng với bố mẹ mình cách đây 14 năm rồi. Mọi người có thể thấy đấy, đây là cái gạch này bằng đất này trộn với vôi từ cái thời cách đây bao nhiêu năm rồi này, và cách đây cũng 14 năm rồi. Lúc đấy còn chưa có gì hết thì tất cả là mình đã phải xây dựng cái này. Còn những khu này là đã mình đã cạc thêm rồi. Mọi người cứ hay thắc mắc là tại làm sao mà làm cái nghề này lúc nào phải có đèn trên trán này. Tức là mình phải soi cái này xem là nó hiện trạng bệnh tật con giòn nó thế nào, xong rồi phân biệt được cái rồi nhiều thứ mình phải xử lý lắm. Còn hôm nay ấy, mọi người cùng theo tôi là đi sắp lại cái số lượng đực cái trong chuồng để chúng ta tiến hành ghép đôi để cho nó sinh sản. Làm nông dân ấy mà không đẻ ấy là cực kỳ là hóc búa, vì nó không đẻ là không ra sản phẩm rồi. Đấy. Thì hôm nay ấy, là những cái con hậu bị này nó rơi vào khoảng tầm 1.5 đến 2.5 cân. Thì cùng mọi người cùng theo tôi để chúng ta đi làm cái công việc này. Mọi người cứ nghĩ là bảo làm giám đốc thì là nó phải như thế nào đấy. Nhưng mà giám đốc nông nghiệp thì không có gì ạ. Là phải biết tất cả mọi thứ thì mới bảo được công nhân. Còn nếu mà không biết mà đi bảo người ta thì sẽ không bao giờ bảo được ai hết. Đấy. Chỗ này là chỗ con cái. Mình sẽ đánh dấu cái sơn đỏ vào đây. Nhiều người nhá. Tôi quay cái video, có một số video lên có cái sơn đỏ ở đây. Xong rồi mọi người đánh giá là chất lượng không tốt, là bảo là con giòn này ấy, nó bị chảy máu này, mà cũng quay nó lên làm gì, nó bệnh tật thế này quay lên làm gì. Thật ra đấy là mình đấy này mình xịt nó để con cái, thì trong quá trình bắt lên là con giòn này, con cái và con đực nó giống hệt nhau, nó khác nhau mỗi tí bộ phận sinh dục bên dưới thôi. Tại làm sao chúng ta lại phải xịt như thế? Tại vì khi mà chúng ta xịt ấy thì cái con chúng khi chúng ta xịt ấy thì trong quá trình ghép đôi rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần bắt ra là chúng ta ghép thôi. Xịt thì cũng phải xịt nào cho nghệ thuật. Xịt mà để chỗ nào nó đỏ hết thì lại tưởng là con giòn này có màu hồng chứ. Coi cho ông đấy con. À cái chỗ à tí nữa lúc về tôi uống lại lần đấy nhá. Không là cái lúc về đấy, trong trong cái lúc mà ví dụ như thế là cô cho lúc chiều đúng không, là cái bát nước nó hết thế này. Ừ, mà đêm nó hết nước rồi là nó bị khát nước đấy. Vâng. Hôm nay cháu sẽ dành hết thời gian ra để cho ghép hết cái đàn này. Này con đực. Có một cái rất là hay này nha, đây mọi người này. Đấy. Chỉ có những người đã nuôi nhím ngày xưa rồi mới biết là con hon này phân biệt được cái thế nào là rõ nhất thôi. Mà mọi người cứ hay có một cái luôn nhầm tưởng cái con giòn này. Mọi người luôn nhầm tưởng con giòn này là con nhím. Và mọi người cứ nhìn thấy nó là có cái ác cảm, là nghĩ là con giòn này giá trị nó không cao, nó khoảng 200-300 nghìn nó con nhím đấy. Và tại làm sao nó lại bán được cái giá cao như thế? Tại nó là cái hàng thịt, nó phải có chất lượng, phải có ngon. Nó phải như thế nào người ẩm thực người ta mới chấp nhận mua cái giá đấy người ta ăn.
chứ không ai tự nhiên để bỏ 1,5 triệu một kilo, mua 1 kg giòn về ăn cả. Ăn như thế cũng mà phá sản này. Nhưng mà thật ra là dưới người giàu rất là nhiều. Chúng ta làm nông dân thì đôi khi chúng ta không hiểu được cái tầm họ ăn uống như thế nào đâu. Chúng ta chỉ biết một phần nào đấy thôi. Đấy, mình đánh nhau dấu hôm nay mình sẽ phân biệt hết được cái ở đây. Do cái trại này nó nằm ở địa Triệu Sơn Thanh Hóa, lâu lâu mình mới về được một lần, mà chủ yếu là bố mẹ mình chăn hộ đấy, thế nên là trong quá trình bán ấy là nhiều khi là cũng ông bà cũng nhầm lẫn con được con cái, nên là mình xịt sơn trước cái này đi. Con cái mình sẽ đánh dấu đũa ấy, mọi người để ý là tất cả con cái là mình sẽ đánh dấu sơn màu đỏ, để cho mọi người khi đến cái trại giòn ở Triệu Sơn Thanh Hóa này là sẽ nhìn thấy con nào có dấu đỏ là con cái. Mình sẽ cố gắng làm thế nào để cho nó chuẩn nhất, để nó không bị lệch cái với đực. Con này con được với mọi người này, đây. Đấy, còn con cái đây. Đây. Vì con giòn này á, con cái con đực là cái như mọi người xem nhá. Đây, để máy quay để xem này. Đây. Mọi người nhìn ở bên ngoài, mọi người không thể biết được con nào con đực, con nào con cái đúng không? Đấy, mọi người xem con dấu sơn đũa kia là con cái, còn cái con bình thường không có dấu sơn đũa là con đực, không thể nhận biết được. Thế thì khi mà chủ trại bây giờ đấy là họ bán cho các bạn là nhiều khi nhá, là họ cứ nói là ở con này con được, con này con cái, mà hàng ngày nó cũng chỉ có thế thôi. Con này thật ra là nuôi con này sức đề kháng rất là cao, nó ít bệnh rồi. Cô cứ đi làm công việc của cô đi, cô cứ làm việc của cô đi, không còn phải để ý đến cháu đâu. Con này thì không biết được, vì con này giờ nó không có đuôi. Mọi người ạ, nhiều khi nhá là mình sẽ nhốt 2 con cái trong một chuồng. Tại sao mà mọi người đến bảo tại sao nhốt 2 con cái một chuồng? Vì thật ra 2 con cái này á, nó đang cùng một cái trọng lượng, nó chưa cần thiết phải đi gắp giống, thì mình cứ cho nó vào đây. Vì nó đang còn non, nó chưa lên giống thì mình cứ cho vào đây đi. Bao giờ nó lớn khoảng tầm 3 cân 3,5 cân đem đi ghép mình chả sao cả. Chứ đâu phải cứ bé tí là đem đi ghép giống đâu. Nó là đĩa đâu, là nhảy đâu mà ghép. Ghép nó không giải quyết vấn đề gì cả. Đấy. Đây con cái đây. Đi nhảy vào mặt. Ê. Cứ đè nhẽ vào mặt mình luôn. Rồi. Rất là mệt, trong khi chúng ta làm này, những cái lúc mà nó ra ngoài thực sự bắt con giòn nó rất là mệt, đùi nó rất nhạy cảm, nếu mà giật mạnh quá nó sẽ đứt. Mà con giòn ấy mà nó đứt đùi sâu quá rồi thì màu mã nó xấu, bán giống nó khó, thì chỉ bán thịt thôi. Còn nếu mà chúng ta mà để mà bán giống á thì cũng được, nó vẫn đĩa đá bình thường, nhưng mà nhiều người chê nó xấu đấy. Ui, con này to quá. Đây mọi người, đây con giòn này kinh khủng luôn. Không già
Ui ơi, còn to thế. Con này con được. Con mẹ nằm ở trong kia kìa. Đây này. Này phải cáo. Đây à? Đây xịt. Đây mọi người có thấy con dồn con nó như thế nào thì xem luôn này. Đây bé tí này. Đấy. Cái loại này mới hay bị lừa này. Tại sao tôi nói cái loại dồn con này hay bị lừa? Tại vì đang còn bé. Đấy. Nó chưa phân biệt được cái. Khi nặn vào cái chỗ này. Đấy. Nặn ở chỗ này là chúng ta con đực con cái gần như giống nhau. Mà nó phải thật từ từ nặn. Đấy. Nếu mà nó có đây. Sờ xuống bên dưới này. Chọc ngược lên. Thấy nó loài lên cái háng. Đấy loài cụ chim. Thì chúng ta mới biết đấy là con đực à. Chưa nhiều. Tôi thấy nha 100% đến là các cái trang trại đấy. Nặn ở trên này. Đây mọi người nên nhớ này. Nếu mà nặn giống á, có hai cách nặn. Nếu mà nó chủ lừa mọi người rồi ấy, thì nặn ở trên này. Thì bên trên là không bao giờ nhìn thấy nặn được cái chim nó. Mà nó nặn sát xuống tận cái bụng nó. Thì nó mới loài cái chim lên. Đấy. Đấy, đây đuôi nó quẩn mình. Đấy, đuôi nó quẩn mình mọi người ạ. Bé tí mà toàn lấy đuôi quẩn người. Ây à. Đây con này cũng có đực nốt. Đây một đôi đực luôn. Đây đôi đực luôn đây. Nếu mà mọi người mà cứ cố tình mà nặng lại trên này là không thấy gì đâu. Ở trên đít này này. Nặng sâu xuống nhá. Ở cái em này nữa. Cái em này nằm có một mình. Em này em nằm có một mình đấy. Ai cắn quý à. Cái này thật ra là mình làm mình phải có tâm. Làm cái nghề này phải có tâm. Đấy, chứ đừng có lừa người ta bán được thành cái, bán cái thành được. Nhiều khi trong chuồng nhiều đực quá. Mà khách đến là cứ nghĩ là nó là con đực thành con cái. Bán quách đi chuồng người ta sao. Và nuôi mấy năm vẫn chả thấy khối. Hóa ra trong chuồng toàn đực. Đây này, mọi người con này đang động đực này. Tại sao biết nó động được không? Đây nó chảy cái nước, đây nó chảy cái nước ra xong rồi nó trắng trắng này. Đây nhìn mọi người nhìn thấy cái lông này có màu trắng không? Đây chính là cái nước nhầy, nước nhớt của nó ở lứa đầu đấy. Đây con cái như đây. Xả vào không có gì cả này. Đấy thì nó đang động được. Nhưng mà con này mới được khoảng tầm 2 cân rưỡi nó đang động được lứa đầu thôi. Thật ra phối nó chưa đậu đâu. Mà một số con vẫn đậu như bình thường. Những con đấy đĩa này đĩa non gọi là bố mẹ non đấy mọi người. Còn nếu bố mẹ chuẩn nó phải 3 cân rưỡi 4 cân. Nặng cái nốt. Đây nhà mình cấy rất nhiều rau muống nhé. Nào rảnh mình sẽ mang các bạn đi thăm cái vườn rau muống của mình. Này cho do nó ăn rất là tốt. Đấy, nó nhanh liền vết thương lắm. Ví dụ con nào mà cắn nhau cho ăn đến đêm lôi lên một cục thì là nhanh liền. Giống như người mình đứt tay mà ăn rau muống ấy. Xong lôi lên một cái sẹo rất to. Còn rất mất dạy. Đây nó phòng thủ này. Con này phòng thủ. Đấy. Thấy người mình phòng thủ. Nhiều con nó rất giữ chuồng. Thường thường con giữ chuồng này hay là con đực lắm. Cái thì ít giữ chuồng mà giống bọn này giữ chuồng là mình rất khó bắt nó. Nó đánh lại mình. Đấy.
biết ngay là con đực mà. Đây, con này con đực. Mà tớ nói rồi, các bạn đến mà thấy con nào hung hăng ở trong chuồng ấy, cái loại mà hung hung ấy, nó chắc chắn là con đực. Con đực tính nó hung hăng hơn con cái rất là nhiều. Còn con cái thì nó sẽ hiền hơn. Chà. Em này em được rồi. Đây cũng em được nốt. Bọn này là bọn hậu bị mọi người ạ. Nó đang còn bé nên là thật ra là cứ nhốt cả hai con đực cũng được. Đã sao cả. Ok. Đây con mẹ đấy. Con này là chuẩn bị sinh sản đấy mọi người ạ. Con này lấy con đực ghép vào là ok đấy. Chà, nhiều con nó chịu chuồng rất là ác, bắt rất khó chứ không phải đơn giản là bắt nó đâu. Nhớ ơi nằm ngồi lầm. Cái mọi người nếu mà không để ý thì cứ tưởng nó là con đực cơ. Đây không để ý để nhìn cái chỗ này nó to to tưởng con đực cơ, hóa ra là con cái, nó là giống người mình nhé. Đây không có con nó mù cái giống phụ nữ của mình ấy, có con mù nó rất là to, có con mù nó bé đấy, nên là nặng không cẩn thận thì cái để thành đực, đực để thành cái lên nhé, không phải đơn giản đâu. Nào, đến lượt hai thằng này. Tổ nghề truyền lại là bão rồi. Nào, cày lắm rồi đấy. Không chịu hợp tác à? Ây, hai người được dựa với nhau nhưng mà không chịu hợp tác. Nhiều khi mọi người bảo là sao mà anh nhìn qua cái anh biết con đực con cái. Thật ra là thứ nhất là mình làm cái nghề này lâu năm rồi. Và cái quan trọng thứ hai nữa, tại sao mình nhìn qua cái mình biết nó là con cái. Tại vì cái chuồng này á, những cái chuồng như thế này, lần trước mình ghép ra ngoài này mình đã bắt nó, mình đã biết nó là con cái rồi. Đấy, nên khi bắt ra ấy, là mình chắc chắn nó là con cái. Mình chỉ kiểm tra lại, ngó lại, nghi ngờ ngó lại thôi. Đấy, chứ đừng có nói là chuyên gia rồi nhìn qua phát biết được biết cái, không có đâu. Phải sợ phải nặn đàng hoàng. Chứ không thể nói mồm được đâu. Nhiều khi á, cái giá nó rất là bé, nó chỉ bằng cái que, bằng cái thép một ly thôi. Đang như những con bé ấy, nó chỉ bé bằng cái thép một ly thôi. Mà chúng ta mà không cẩn thận là chúng ta nhầm ngay. Nào.
trường này lúc nãy vừa cho vào là cũng là con cái nốt. Đây đùi này rất to luôn này, đùi này mà khó bắt này này. Đấy. Cái loại những cái đôi to mà nó đã ở với nhau rồi nó rất là bảo vệ nhau nhá. Chúng ta mà bắt nó này nó rất là giữ, hai con này giữ bảo vệ cho nhau này. Đấy. Đánh chán này, đánh nó xuống này. Nó bắt được. Không phải thích thì bắt được không nó đâu. Đấy. Rồi xuống đây thì mới chộp được. Á nhỉ. Trời ơi, hai cái thằng bất dạy. Chúng mày có để xem tập kiểm tra xem giới tính thế nào không? Chứ ở nhau này hai thằng được dựa à? Hả? Mẹ mất dạy thật đi. Vâng. Để tôi xem anh mang cái giới tính gì nào. Anh là tính cái. Nhưng mà rất hung hăng. Anh này là tính cái. Ơ, thí cắn mình. Thí cắn mình đi. Đấy, anh được. Cuối cùng thì là một buổi chiều làm việc của một ông giám đốc thì đã xong rồi mọi người ạ. Thời buổi công nghệ với lại thời buổi kinh tế thị trường khó khăn như thế này, làm nông nghiệp rất vất vả. Mục đích để mà phát triển tốt hơn thì mình có một cái doanh nghiệp, nhưng mà mình phải là một người, thứ nhất là phải đam mê về con này, thứ hai là mình là phải một người tận tụy với công việc thì mới sống ở cái nghề này được. Còn nếu mà chúng ta làm không tận tụy với công nghiệp, về công việc, lắm lúc là có khi là nó chết ấy. Chết là một chuyện rất bình thường. Mà nếu mà nó chết ấy, là mỗi một con này, ví dụ con này là 3 cân đi, mà giá giống hiện nay đang hơn chục triệu, thì nó cũng phải 6-7 triệu một con rồi. Mà nếu mà tính ra thịt thì nó cũng phải rơi vào 5 triệu rồi. Giá giống nó đắt hơn 1-2 triệu đi. Thì nếu tính với một công ngày thường của một người công nhân ở Việt Nam chúng ta thì nó đang rơi vào khoảng tầm, nếu người lương thấp thì rơi một tháng lương, còn người lương cao thì nửa tháng lương rồi. Đấy. Chính vì thế nên là nếu mọi người muốn theo cái nghề này thì chúng ta phải thực sự là nuôi nó có tâm là thứ nhất, thứ hai chăm chú của nó, thứ ba nữa ấy, là chúng ta phải dành chút thời gian để ý đến những cái sức khỏe của nó. Sáng ra chiều lại chúng ta phải đi qua lại. Xong rồi chúng ta phải, ví dụ chúng ta phải gõ xem. Đấy. Gõ xem nó đi lại có bình thường hay không, nó chạy nhảy có bình thường hay không, nó có hiện tượng gì không. Rồi cái phân nó định nghĩa ra ở bên dưới này này, nó có bị nhớt hay là bị tiêu chảy hay không, để chúng ta biết đường là chúng ta biết được là cái sức khỏe của cái con giòn chúng ta trong chuồng đang bệnh tật như thế nào. Vâng. Nếu bà con muốn quan tâm đến sản phẩm ở đây, có thể đến tại thôn 2 xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn nhân giống bảo tồn động vật tỉnh Thanh Hóa. Xin chào mọi người.